Để nói đầu tiên cho bên Hùng Thắng gửi lời chào đến anh em ha, trên cộng đồng mạng ha. Nay bên siêu thị Hùng Thắng quay chia sẻ anh em ít ba bít tông nghĩa địa về cái độ món anh em ơi. Giờ mình vô chi tiết cho anh em xem nha. Trước mặt anh em là những cái dòng bít tông máy thông thường như là 4T, 3T, dòng Kuta DC. Và đặc biệt hơn là có những cái dòng máy đời mới như là 76NV 70. Đây là nghĩa địa 100% nha anh em. Gã từ máy ra. Dạng như ba máy mà nó bị hư để kia đó, mình gã ra. Nghĩa địa 100% nha anh em. Nằm gã còn đẹp cực kỳ. Anh em gần xa cần xài thì liên hệ qua số điện thoại. Chúc mình số điện thoại đặt trên màn hình á. Này là số ít anh em lấy để mà quay cho anh em tham khảo thôi chứ còn nhiều lắm. Đây, cho anh em xem. Đây là dòng 4T 84 mà đời máy chục bô một máy đen á. Này. Đầu thấp. Đây. Dòng chục bô nghe anh em. Đây. Này 4T cũng 4T 84 luôn. 4T với 3T là cũng xài chung anh em. Nếu mà dòng tùy theo cái đời con với tùy theo cái tầm từ ắc lên cái tầm trên nè. Đó kích cỡ nó như nhau thì xài chung hết. Đây, đặc biệt hơn là có những cái dòng máy đời mới nè. Là mấy cái máy bít tông là 3T NV 7670. Máy này là mấy dòng đời mới anh em. Này bao gồm là bít tông 3T 82, 4T 82, 3T 84, 4T 84, 3T 86 và 4T 86 và 88. Dòng 4T là mình 3T với 4T là mình có hết anh em. Từ hàng 8 đô lên là có hết. Và có bít tông Kuta DC 60 70 luôn. Lòng 87 ly. Dòng trơn cũng có mà dòng trục bô cũng có. Gánh bạc mịn có, gánh bạc dày có. Chung anh em cần mua thì liên hệ, còn những cái mặt hàng nào mình không có thì mình sẽ đặt về cho anh em. Đặc biệt là đồ nghĩa địa chứ mình không chơi đồ hãng. Đồ mới mình không mua, không chơi. Đây. Khi mình cũng còn nhiều lắm mà không có thời gian quay. Nay rảnh được, đổi được cái thời gian quay chia sẻ anh em gần xa. Nên là xài thì cần, nếu mua số lượng thì mình bán cái giá nó hơi rẻ hơn chút. Còn mua từ cái thì anh em trao đổi qua đi số điện thoại ha. Không báo giá trước nha anh em. Liên hệ trực tiếp nha anh em. Này là bít đồ gá máy không anh em. Đây, dán ma luôn. Còn những loại bít tông thông thường hơn nữa, hàng đã qua sử dụng dân dùng cũng có luôn nha anh em. Cái đó thì rẻ. Rồi dân dùng, nhưng dùng mình thì dùng nước mặn thì anh em ta cũng xài rồi đó, cũng có luôn. Chưa nứt chưa bể. Gánh bạc chưa dẹp. Đây là 3T 70 nha anh em. 3T NV 70 nha. Mấy đời mới mình cũng có gã mấy cái quay chia sẻ bán lấy vốn nó liếng lên em ơi. Mấy gã mấy này ra cũng bán lỗ cũng chết, chủ yếu là mua máy về mà nó suôn sẻ thì không thấy gì, khi máy nó bị chết mấy gã dám gã thôi. Trung bình mình cung cấp nó cũng nhiều mặt hàng lắm anh em ơi. Nắp flat nè, bô nè, anh em cần thì gọi. Đặc biệt không trả lời qua tin nhắn anh em, tại mình bằng lubu quá, tin nhắn nó cũng khó anh em ơi. Anh em nào cần thiết thì gọi đi, tham khảo cũng được mà, hay là muốn mua thì cũng được. Đây này, đây là bê tông 3T NV 76 anh em. Dên cũng có, ắc cũng có, nói chung là anh em cần gì thì gọi. Đủ các mặt hàng. Đây là bê tông 4T 82. Đây là 3T NV 70.
này 76 chứ, 76 này để mới nè, này số lượng không có hạn lắm anh em ơi. Anh em nhiều khi những anh em gần xa khi mình không qua YouTube mình không chia sẻ, nhiều khi những anh em ta cũng cần xài lắm nè. Anh em xem gần xa tham khảo được thì mình bán, mình gửi bao ship tới nhà, giá cả thu thự xong là mình gửi đi. Còn anh em ở khu vực Trăm Căn Cà Mau thì có thiện chí thì lại tới nhà mới thì gửi. Rồi cuối video cũng chúc anh em mua bán thành công ha. Anh em nào buôn bán trên lĩnh vực như kênh YouTube cho mình thì cũng được nhiều người ủng hộ, và sau đó là tôi ủng hộ mình sẽ gửi những cái mặt hàng tốt đẹp cho anh em xài ha. Rồi anh em yên tâm. Rồi chào anh em.